Đoàn của chúng tôi đã đến chân núi Khổ Hạnh Lâm. Các bạn nhỏ lại tiếp tục đến xin tiền. Chúng tôi chuẩn bị di chuyển lên Khổ Hạnh Lâm. Và đây chính là chân núi. Tính từ chân núi Khổ Hạnh Lâm này á đến cái con sông Ni Liên Thiền, nơi Đức Phật tọa thiền để mà đắc đạo, khá là xa. Bởi vì đoàn xe chúng tôi di chuyển đến đây, ôi trời, khoảng tầm hơn cả nửa tiếng đồng hồ, khá là xa. Đây là những phu kiệu khiêng những người đến đây hành hương, có nhu cầu lên núi mà đi không nổi. Đây là đoàn hành hương của các nước. Tôi quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây là bạn nhỏ đến đây xin tiền. No, thank you, thank you. Video, 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 in video. Okay. Yeah. Master, here, here. Đường lên Khổ Hạnh Lâm. Đường lên Khổ Hạnh Lâm, các bạn sẽ thấy bên quen đường núi có rất là nhiều người đến đây để mà hành khất. Đây là phu kiệu từ trên núi xuống. No, thank you. Đây là bước chân thiền vị của Đại Đức Thích Minh Hậu và thầy A Tú, và đoàn chúng tôi đang di chuyển từ dưới chân núi lên. Các bạn theo chân chúng tôi nha. Lesser come back biscuit. People give old man, poor man give biscuit. 5 minutes. Trên đường này các bạn sẽ thấy những hình ảnh quen thuộc này. Sư cô đang cho tiền, các bạn nhỏ đang giành giật. Đây là hình ảnh quen thuộc ở nơi đây. Om Mani Padme Hum. Đây là những anh phu kiệu đang nghỉ ngơi. Con nghiêm đã mệt rồi, muốn knock out rồi. Đây là cây lạ, tôi không biết cây đây là cây gì cả. Wow. Đây là đỉnh núi. Và chúng tôi đã gần tới được nơi Đức Phật khổ hạnh. Di chuyển đi lên đỉnh núi khá là mệt. Tôi tiếp tục lại tác nghiệp. Đây là những gian hàng bán hoa để lên chúng ta cúng Phật. Con có mua hoa không con Nghiêm? Mua hoa cúng Phật không?
bánh ăn lẩu kìa, bánh ăn lẩu. Thôi bà thầy, thầy Nguyễn có đem bánh rồi. Hả? À, con mua bánh mua nước gì lên đó ăn uống không? Có nước rồi, bánh thầy có đem theo rồi. Không, có hai cái à. Sao lại không thích bịch mà đem hai cái? Thầy tướng cô Nghiêm đem đi thầy. Hồi nãy thầy tướng cô Nghiêm đem đi. Trăm luôn kìa, nó bán trăm gặp về luôn rồi. Đây là người bán hàng khi lên núi, chúng ta sẽ thường gặp ở đây. Và chúng tôi đã tiến sát đến khổ hạnh lâm. Đây là những người bị lạc ma Tây Tạng. Đây chính là chân núi khổ hạnh lâm. Từ trên đỉnh núi khổ hạnh lâm nhìn xuống dưới đồng bằng. Thầy Hậu, cười rồi đi. Chị cười. Chuẩn bị nha, cười nhanh. Rồi, hai tấm được rồi. Ở đây là khổ hạnh lâm, núi khổ hạnh lâm. Rồi, qua đây, đi qua kia thì đi qua. Nhìn từ nhiều góc độ ở trên đỉnh núi nhìn xuống đồng bằng rất là đẹp nha. Bên đây thì nó tối. Đây là những chú khỉ. Ô wow, khỉ ở đây đẹp ghê ra. Bên tay phải là những chú khỉ con kìa. Đây, bên tay phải là những chú khỉ con. Nó đến đây xin ăn. Nhưng mà chúng tôi không có đồ ăn cho nó. Đây. Ở đây khỉ khỉ mặt đen. Oh wow. Đây là những vị lạc ma Tây Tạng đã hành hương xong, giờ bây giờ họ xuống núi. Đoàn chúng tôi đang nghỉ ngơi cho chuẩn bị tiếp tục di chuyển lên trên khổ hạnh lâm. Đã đến khổ hạnh lâm. Ở đây đoàn Phật tử Thái Lan đang hành hương. Jadi kalau Anda melihat Siddhartha sedang meditasi dan badannya kurus kering, nah itu di hutan Uruwela. Những vị sư Thái Lan đang hướng dẫn Phật tử tụng kinh. Đây chính là núi khổ hạnh lâm. Yang pernah beliau lakukan demi apa? Và chúng tôi đang di chuyển đến hang khổ hạnh lâm, nơi Đức Phật đã ngồi tọa thiền ở đó. Và năm vị thánh giả đầu tiên ở đó là vị sư đang giữ khổ hạnh lâm. Hang nào cô Nghiêm? Đức Phật ngồi đây phải không? Đây chính là hang khổ hạnh lâm. Trong đây có rất nhiều Phật tử đang vào đây hành hương. Thầy Minh Hậu đang đảnh lễ Tam Bảo. Vì ở ngoài thạch động khổ hạnh lâm có rất là nhiều Phật tử đang hành hương, nên chúng tôi đi sâu vào trong này để mà quay cho các bạn xem. Rồi chút nữa quay ra lại để quay cận cảnh nơi mà 2600 năm về trước, nơi Đức Thế Tôn đã ngồi đây tu khổ hạnh. Đây chính là người gác cổng hang đá khổ hạnh. Ở đây Phật tử họ đi vào đó đảnh lễ hành hương rất là đông.
Amitofo. Đây chính là tôn tượng khổ hạnh của Đức Thế Tôn. Và chính thức đây chính là nơi 2600 năm về trước Đức Phật đã ngồi đây tu khổ hạnh bằng nhiều phương thức khác nhau. Cũng tại nơi đây khi Ngài tu cảm thấy không có kết quả, Ngài đã di chuyển về con sông Ni Liên Thiền, nơi đó có cội cây Bồ Đề. Và ở nơi cội cây ấy, Đức Thế Tôn đã thành đạo sau khi rời bỏ nơi này. Rồi, yeah. Đức Thích Minh Hậu đã di chuyển vào trong hang. Đây là Anu, người dẫn đoàn chúng tôi, tháp tùng chúng tôi. Đây là Amit, dẫn đoàn chúng tôi đến hành hương ở nơi khổ hạnh lâm. Đây là người trực tiếp coi hang động khổ hạnh lâm. Vị sư người Thái Lan và Phật tử của họ đang tụng kinh ngoài hang động khổ hạnh lâm của Đức Phật. Ở trên có một đàn khỉ đang đùa giỡn trên đó. Thầy hậu đang ấy tiền ra cúng dường. A Tu đã đến và đảnh lễ tôn tượng khổ hạnh của Đức Thế Tôn. Và cô Nghiêm giờ này đang toàn thiện để trì chú. Rồi, A Tu chắp tay thôi, chắp tay đó. Rồi, ok. Rồi, thầy A Tu đã đảnh lễ tôn tượng khổ hạnh của Đức Thế Tôn xong. Giờ này chúng tôi di chuyển đi ra ngoài tháp xem những vị sư người Thái Lan đang hướng dẫn đoàn tụng kinh Pali.